Đền Ta Prohm, Campuchia, nằm trong quần thể Angkor Thom, được xây theo phong cách Bazon từ cuối thế kỷ thứ 12 và đầu thế kỷ thứ 13. Ban đầu được gọi là đền Raja Vihara, tòa lạc cách Angkor Thom về hướng đông. Ngôi đền được xây dựng bởi vua Khmer Rajavarman Đệ Thất để làm tu viện và trường học Phật giáo Đại Thừa. Đền bị rừng già bao phủ và gần như bị cây tung nuốt trọn, nên số phận của đền gần như hoang tàn và kỳ bí. Đi cùng với nó là những câu chuyện bí ẩn về những rừng cây khổng lồ mang hình thù kỳ dị. Chụp ra do cái cây mập nó bằng chụp cái gì vậy? Chụp ra đây các cái cây mập cái gì hàng kim chết hư đúng đền đài hư hết rồi mắc gì nữa. Đền Ta Prohm bị hủy hoại bởi chiến tranh và thiên nhiên, cổ thụ mọc xen lẫn bờ thần rễ xuyên phá làm đá sụp đổ. Cảnh tượng hùng vĩ nhất chính là rễ của các cây tung và cây cơ nia ôm gòn cả ngôi đền như nốt tròn cạnh đền, có vẻ điêu tàn và hoang phế, nên đoàn làm phim Hollywood đã chọn nơi đây làm bối cảnh cho phim Bí Mật Ngôi Mộ Cổ do nữ diễn viên lừng danh Angelina Jolie đóng, đã tạo nên một cơn sốt khi công chiếu tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nó dựng nên một bộ cảnh này đó là sập tất. Đó là do là thời gian bỏ quan 4 năm thế kỷ. Đâu muốn cái cảnh này mới là đẹp. Thank you.
wet season and now it's monsoon season. This temple is really great. Nó bao nhiêu năm tháng nó bị đổ nát hết rồi. Đêm nay. Rồi, đây là cái thủy vị nha. Có cháy rụng hết cho bẻ hết sao đó, đó để cây chanh kìa rất bị bây giờ mà về cái dầu nó dễ dở đó được. Nhưng đa như thế này mà ngày xưa tao vác là nổi. Đa là lớn ghê. Kinh thế. Đó. Cục đá này là mà người ta khiêng lên tốt ở trên đó ghê, đéo gọt khiêng. Đâu hết chưa? Gỗ này là gỗ ấy. Ngôi đền này bị sập đổ hết rồi, hoang tàn quá trời. Còn sót là những cái ngôi tường, những cái điêu khắc như này rất là đẹp. Đấy là ngôi mồ mè trong đền, bốn bức tường có gắn đá kim cương, tương truyền những đêm trắng sáng, những hạt kim cương phản chiếu rực rỡ. Trong suốt nhiều năm liền,
liên tiếp đều chịu bao thăng trầm của lịch sử, quan nhất là cuộc tấn công của quân đội Miên Điền và quân đội Xiêm vào cuối thế kỷ thứ 13. Ngôi đền bị đổ nát rất nhiều dưới sự giày xéo của quân đối phương. Đền bị đổ nát, cổ vật trong đền bị quân Xiêm mang về nước, nhất là những viên kim cương tại gian chính diện đã bị cài mất đi. Phía trong gian chính diện vẫn còn vết tích của nơi đặt kim cương, là những vết lộ chỗ. Trong đền có một hành lang kỳ bí. Đi bên trong đó, nếu đập nhẹ tay lên ngực, sẽ nghe được tiếng đập vọng về rất mạnh qua những bức tường thành. Đưa mình đi nhé. Đưa mình đẹp nè.